siêu nhân hợp thể bánh thú. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bác Tô, mình là Bác Tô đây. Thì um, trong video này thì mình sẽ làm về trái chấn động nha. Trong video trước á mình á là mình nói về trái lửa là trái ác quỷ thức tỉnh mạnh nhất có rất nhiều bạn không đồng tình. Bạn nói á, là, 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 là 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 cái um, cái trái ngon á thì VK với trái chấn động đi thì mình nói thiệt luôn trong video này nè. Cái trái chấn động này á đồng ý là update lên mạnh nhưng mà nói là bk cái trái mê ra là tuổi tại vì sao thì mình đây mình cho anh em thấy chiêu nè thì đây là những cái chiêu mà xa nhất của nó đi đồng, ý là sóng thần nhưng mà cái chiêu ít nó bay cũng chậm đi chiêu ít bay cũng chậm sóng thần này vô cũng từ từ nó trái này á, là nó dành cho những cái bạn nào thích mà đánh trực diện giao thôi chứ bạn biết á, cái thằng mà nó cầm trái mê ra hay là bk hay là bao bao là những cái trái quỷ mà nó rỉa máu khác á thì nó sẽ không bao giờ đứng gần để đánh với bạn đó thì nó lúc đó thì nó cầm nó cộng điểm kiếm à nó cộng điểm kiếm với các quỷ rồi xong á rồi nó nó chỉ cần hai ngàn energy thôi là nó cứ tộc thỏ tộc thiên thần nó bay nó nhảy nó chạy tuốt ở xa nó đâu có đứng yên một chỗ để đánh với bạn đâu nó cứ nó giữ khoảng cách rồi nó rỉa máu nó giữ khoảng cách bạn rỉa máu bạn chạy theo nó bạn chết mà bạn bạn không chạy á thì thôi không đánh với nó thôi những cái người ta khi bk á là cho dù các bạn chát nhưng bạn chữ nó nhục đi nữa đánh mà chạy đánh mà chạy nhưng mà sao rút cuộc bạn thắng hay bạn thua cái vấn đề là nó đang thắng bạn thôi đó đó là do cái cách đánh của cái rác quỷ của người ta chẳng hạn như uh, bây giờ mình cầm trái chấn động người thằng kia nó cầm cây yoru mà nó cứ chạy không à nó cứ chạy nó rỉa máu không mình dí hoài cũng chưa chắc được đó thì nhiều khi là dí dí xài những cái chiêu khác mình bay bay dí theo lại còn ăn thêm vài chiêu của nó thấy là khổ được rồi thì à, mình á, thì mình không phải là rồ bk gì cũng như là cái trái chấn động này thì mình cũng không có sử dụng nhiều anh em biết ngày xưa á, cái trái chấn động mà lúc mà chưa ấy ấy ồ cái ngày xưa ngày xưa kia kìa là cái trái chấn động mà chưa thức tỉnh anh em biết cái bộ chiêu thức của nó gọi là bk cực kỳ củ chuối luôn có nhiều người à, lấy được cái sóng thần hay ca máy đam mà người phải suy nghĩ ra một cái combo dài dòng rắc rối mà nhiều khi tỷ lệ thành công nó không cao đó cho nên là đối với mình thì chắc mình không dám chơi nó nữa cùi nữa đâu mà nói là cái quỷ chấn động ngày xưa ấy, khó chơi đi Đó nó khó chơi Nên là mình không có sử dụng Bây giờ thức tỉnh lên đồng ý mạnh nhưng mà mình cũng không biết sử dụng luôn à, Để chứng minh cho cái độ gà của mình thì ngày hôm nay mình sẽ mời bạn này ra BK với mình ha Đầu tiên là đeo kính vô để bật hai kỳ lên Nãy đánh lộn nãy đánh, đánh lộn thua hai trận không bật hai kỳ Không đeo kiến mới giờ mới phát hiện rồi bây giờ bật trước Để không quên được rồi mình thì có kiếm nhưng mà mình đang tăng quỷ để mát quỷ với melee không biết đánh lại không? chứ hiện tại á, là theo cái meta hiện tại superhuman nó yếu rồi. rồi, bây giờ Yoru lại lên ngôi đó là nhiều người người ta chấp nhận ít energy một tí hai ngàn rưỡi người ta tại <laughs> Yoru cho mạnh nhưng mà mình thôi thì à, à, chơi kiểu này đi ha, được rồi vô em vô chưa gì mà ăn một cái cái kiếm rồi chưa gì mà ăn một đòn kiếm rồi Tụi nó nó khổ Ý, bấm nút tab lên rồi Ý, trời, trời, trời ơi Combo đó loạn thế này thì Ê, ê, đừng có giữ, đừng có giữ À, được rồi, được rồi, được rồi, giữ được rồi Không biết trúng cái chiêu ít không ta Chiêu ít là một cái chiêu cực kỳ khó trúng đó nha Yeah, cái thằng này nó chơi kiếm không nó, nó, chơi kiếm vậy thì ai mà chơi Ý, ra, 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 trái ác quỷ luôn kìa anh em ra trái ác quỷ luôn kìa phân tâm giải cái này là thua là đổi thừa là do tại nó ra trái ác quỷ rồi, anh em lần này là, là mình mà mình mà, mà, thua là đổi thừa tại ra trái ác quỷ liền cái okay, uh, nói chung là cái độ mà mấy mới... ổn rồi đâu mất tiêu rồi trời <laughs> ơi, mình đánh bạc bai ba lên mình chơi một phát xe chưa trúng cho chết, ai ngờ, trời ơi, âm mưu thất bại ơi trời, à, nó tại cái trái quỷ đó anh em, tại trái quỷ nó ra mà mình thua nè, thôi gì thua không dám bê ca thua, bê ca thua hoài, nhục lắm, thôi là thôi, 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 thắng thì cũng cũng thôi luôn thắng thì cũng để dạy cho, cho 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 để có một cái mà sủa ủa 500m mà hướng này vậy là chắc là bên uh, đảo uh, zombie rồi thôi làm miếng đi lậm thiệt mà à, thôi đi lậm luôn đó anh em thấy không ở cái trái này á nói chung thì mình không phải là bk Pro gì với lại là uh, uh, cái trái này á thì hầu như là chiêu thức thì phải tiếp cận để đánh với mình thì thôi mình á thì uh, mình thì đánh chiêu với thì toàn hụt không à thì làm sao mà mạnh được thì uh, nhưng á mà cái mà các bạn có thể thấy được á là cái trái này á, là nó rất là sợ những cái thằng mà đứng từ xa rỉa máu um, mình thì nhiều khi mình thua mình nói nhiều bạn thì sẽ bắt đầu là có đủ thứ lý do để nói không tại không biết bk cái kiểu nhưng mà các bạn cứ thử đi gặp những thằng mà nó đúng á là nó cứ nó... nó cứ đứng từ xa nó rỉa máu á Thì bạn chơi không lại đâu Tại vì thấy đó là bạn này đánh là có vậy chấp mình đó chứ cứ 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 chạy 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 từ xa xài vô không thì à mà nãy mình đánh cũng thua mà trời ơi trái này trái gì vậy hình như trái tơ đúng không chụp xuống coi coi trời ơi trái tơ được rồi đó thì rồi thêm một cái á là tiếp tục là nói về trái này luôn nha trái 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 chấn động thì ở cái trái chấn động này nó có một cái gọi là lưng lửng đó một cái gọi là lưng lửng nó nó, 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 nó nó farm á cái trái này bây giờ á farm không bằng ngày xưa ở đây đang ở bãi quái luôn mình sẽ chứng minh cho anh em sau này xem nhưng mà được cái bị cái ấy, là ở cái bãi quái này á là nó thấp máu cho nên là mình thì so sánh thì cũng không đúng nhưng mà tại vì mình lười hay là mình lười đi tới tới những cái bãi quái mà trâu máu đi đây là thí dụ như bạn ở cái bãi quái này khoan kính bật hạt kỳ lên để không phục hồi nữa đây bạn dụ quái là đi đó bạn dụ lại mấy con quái đó là bạn combo á, thì quái nó dăng đi hết à Chiêu thức bây giờ diện ra, tài cái tầm rộng hơn, BK mạnh hơn nhưng mà farm thì không bằng rồi Ví dụ như bạn để mình đánh cho một bầy quái thấp máu suốt ôi trời ơi xong rồi, xong rồi, xong rồi Nhưng mà ở cái bãi zombie này thì nó dễ rồi nha Đó bạn lại cái bãi tiết á, thì quái bắt đầu có haki Quái có bắt đầu có haki á, thì bạn làm như thế nào đó là khi mà bạn sử dụng Super Human này rõ ràng bạn đấm một con quái máu nó không đều đúng không? tấm một con quái máu nó không đều thì um, làm cho cái việc farm mình nó lâu hơn nè thì lúc đó bạn phải sử dụng cái gì bạn phải sử dụng cái um, lông trảo thủ mà bạn cầm lông trảo thủ đi farm dùng chiêu thức để đẩy cho máu quái thấp máu á để bạn sử dụng được hai chiêu ít nè một sẽ lộn lộn là sử dụng một chiêu ít là cho quái nó chết chứ những cái chiêu khác như chiêu c nè quái nó văng đi rất là xa đó còn chiêu Z á chiêu đánh tầm rờn gắn còn chả lẽ đi chợ đánh đi farm quái chờ được cái sóng thần thì cũng lâu lắm đúng không? Thì đồng ý là sóng thần bây giờ thì bạn đánh bình thường thôi, trúng người ta là cũng gây một k 7 đam nhưng mà hồi lâu lắm. Còn ở cái trái chấn động cũ bạn sử dụng Super Human thôi, đấm quái máu quái máu của quái nó mất lẻ tẻ cũng được nữa. Con máu đỏ, con máu vàng. Rồi thì ba chiêu ít ZXC yeah, toàn là những cái chiêu mà nó không đẩy quái đi quá xa Và cái tầm nó cũng hơi được nhỏ, hơi nhỏ nhỏ Ba chiêu đó là quái chết rồi À, chúng ta chỉ cần sử dụng Super Human không cần là cầm theo lông trảo thủ Mà tại sao á, mình lại đánh giá thấp cái lông trảo thủ um, khi mà đi farm Tại vì á, bạn farm nhiều khi bạn chơi ngoài server thường đúng không Mà bạn farm cho cái trái này farm mastery hay kiếm tiền á Thì chả, chả lẽ trong cuộc đời bạn không bao giờ bạn hết tiền đó, ví dụ như bạn hết Bailey, bạn cần Bailey là một cái gì đó khoảng 5 triệu bê ly mà đang giữ trái chấn động để đánh nhau cho đã thì trả lẽ lại đổi biết đâu bao, biết bao giờ nó mới bán lại đúng không thì đi farm á thì cầm lông đổ thủ lỡ thằng nào nó ngứa nó, nó gặp nó bạn nó ganh thì làm sao bạn đánh lại nó khó đánh lại đúng không đó thì bạn cầm kiếm cũng được đi nhưng mà cầm kiếm thì chắc là trong mấy cái bộ kiếm á, thì hầu như hầu hết cái kỹ năng kiếm thì chắc có cây yoru đúng không à, ít nhất nha nhưng mà nói chung là tùy theo cách bạn bk thôi chứ cái cái trái này á nếu mà bạn đi farm ở mấy cái bãi mà có nước bạn ít năng lượng mà bị người ta dí cũng khó đúng không kiểu như cầm vô ru giữ khoảng cách nhưng mà nói chung là tùy theo cái cách bạn bk thôi tùy theo cách bạn bk thôi nhưng mà đi farm mà đổi quá đổi bỏ cái super human á bỏ cái super human đi thì nó cũng hơi bị khó trong bk đôi lúc đôi lúc á, mà dù bạn không tăng á, thì cái này nó cũng cho bạn một cái khả năng lướt không một cái khả năng cơ động bởi vậy đi khi mà đi farm cầm cái lông trổ thủ thì nó ấy ấy tí à cái phần này mình giải thích hơi bị dài dòng hơi bị khó hiểu đúng không nãy giờ đứng đây giải thích không à, à được rồi nói chung á là quay trên mình mình nói á, tại sao mình dành cho cái trái lửa này những cái lời khen có cánh á, mà cái trái này á mình không khen nó nhiều bởi vì nó không có cân đối được hoàn toàn nghĩa là khi trái lửa người ta chỉnh xong á thì nó vẫn gọi là uh, mọi thứ nó cũng đều ngon uh, bk ngon hơn xưa cái gì farm thì cũng gọi là khá khá đi hỏng hơn xưa nhưng mà vẫn ổn còn đối với trái này thì vậy đó à, ý mình là vậy đó vì tổng một cái thang điểm tổng thể ấy, thì chắc chắn nó không bằng những trái khác rồi uh, khả năng bk thì nó còn phải tùy nó tùy theo gặp một cái người nào ấy, mà họ đã, cái lối đánh họ như thế nào chứ bạn gặp mấy thằng rỉ máu thì thôi cũng chịu luôn đó như vậy là bạn cũng không có thắng toàn diện được đó vậy là rồi về khả năng mà di chuyển rõ ràng là cái trái này bạn di chuyển cũng khó hơn đúng không xài thiền hay lướt cái này kia còn những thằng kia thì nó bay thì nó và nó nó, nó, nó có những cái chiêu chạy nhanh nhiều bạn chửi mình ổ trái paramecia mà đòi bay vô ủa vậy bạn có thể thấy một cái trái mochi nó di chuyển nhanh như thế nào không đó rồi trái trọng uh, lực nó vẫn bay được thôi trái trái mochi bạn cầm tộc người cá bạn bay lên lăn dưới biển đi vẫn nhanh nè rồi trái tơ nó vẫn bay trên không được thôi đó đó là những cái gì á mà những cái mà mình đánh giá về nó về có thể là khả năng bk mạnh hơn xưa gọi là thức tỉnh gọi là như đáng giá hơn xưa nhưng mà về thang điểm tổng thể thì không hơn được trái lửa với trái băng đâu rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha